Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc sống ở Bỉ sẽ giới thiệu cho các bạn xem nơi làm việc của Nhi Nguyễn nha. Khi Nhi Nguyễn qua bên Bỉ chưa có công việc làm, tại vì Nhi Nguyễn mới qua Bỉ đây thôi, cho nên là chưa có việc làm và chưa có được đi học. Cho nên là Nhi Nguyễn sẽ cho các bạn xem những công việc hàng ngày của Nhi Nguyễn nha. Đây là phòng Nhi Nguyễn may đồ. Đó, các bạn xem. Đó. Đây là phòng của Nhi Nguyễn nha, may đồ. Thì hôm nay á, Nhi Nguyễn sẽ cắt áo polo, t-shirt, canh sọc. Các bạn nào mà có muốn tham khảo á, cách may á, hoặc là cách cắt của áo polo, t-shirt ấy, thì cứ xem trong cái clip này, Nhi Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Thì hôm nay Nhi Nguyễn cắt áo polo, t-shirt. Trước khi các bạn cắt á, thì cái phần mà để ship vải là rất là quan trọng nha các bạn. Đây là vải sọc canh ngang, cho nên là khi các bạn ship vải á, thì các bạn phải coi là canh sọc ngang nó phải sọc dưới và sọc trên nó phải đó, phải ngang nhau nha, từ dưới mà dài lên trên luôn đó. Đó. Thì vải thường thường vải thun á, thì hay có xéo canh lắm, cho nên là các bạn ship giải là cái giai đoạn quan trọng nhất đó. Rồi xong đó thì kế tiếp thì các bạn sẽ trải cái gập lên đó. Trải gập lên thì cái sóng của cái gập và cái sóng của cái giải là phải bằng nhau như các bạn đó. Bằng nhau rồi các bạn sẽ lấy chuẩn một cái sọc nào đó, thì các bạn sẽ để phần cái lai đó. Bạn thấy không? Rồi, để bằng nhau. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ lấy bằng cái lai, đó, cái điểm lai. Các bạn sẽ lấy bằng một cái sọc này. Đó, sọc cam hoặc là màu sọc màu gay cũng được, tùy theo các bạn chọn, nhưng mà bạn phải lấy ngay sọc. Đó. Thì sẽ dài lên đây, đều lên, dài lên nách và lên vai và qua cổ. Thì ngay cái sóng trung tâm là phải cho chuẩn. Đó. Cho chuẩn xong rồi thì các bạn sẽ tìm một cái vật cái gì đó, hoặc là cái kéo hoặc là cái thước gì đó, thì các bạn dặn lên. Như Nhi Nguyễn sẽ lấy cái thước đây đó, Nhi Nguyễn sẽ dặn lên nha, dặn lên cho cái gập và cái miếng vải sẽ bằng phẳng với nhau đó. Các bạn thấy không? Thì phẳng hết rồi, bằng phẳng im xuôi hết rồi đó, thì bắt đầu các bạn sẽ tiến hành cắt các bạn đó. Nhi Nguyễn sẽ cắt nha các bạn. Các bạn xem nha. Khi mà Nhi Nguyễn cắt thì các bạn sẽ lấy cái tay á, các bạn để im theo cái gập các bạn cắt nha. Cái kéo thì tới đâu thì cái tay các bạn làm theo tới đó, bạn cho vải và cái gập nó sẽ bằng phẳng với nhau. Các bạn sẽ cắt thẳng đều. Các bạn thấy cái tay Như Nguyễn không? Tay Như Nguyễn sẽ để kèm theo cái gập đây. Như Nguyễn cắt tới đâu thì cái tay Như Nguyễn sẽ đi theo tới đó. Đó. Cái vậy đó thì các bạn sẽ cắt hết cái phần thân áo, cái phần ship giải thân trước cũng vậy nha các bạn. Thì các bạn cũng ship canh sọc y như cái thân sau hồi nãy Nhi chỉ, là cũng canh sọc ngang chuẩn nha các bạn. Sọc lớp giải dưới và lớp giải trên cho sọc nó ngang nhau đó, không bị xéo canh mà không bị lọt sọc. Khi các bạn trải giải im vuốt giải phẳng hết rồi thì các bạn dùng cái gập của thân trước các bạn ịn lên vải và cũng ship cho canh giải dưới và canh giải dưới và cái lớp gập sẽ bằng nhau hết, tất tần tật như giống như hồi nãy như triển khai của cái phần thân sau nha. Thân trước cũng giống như vậy. Thì đây cái thân trước thì các bạn hồi nãy đó Như Nguyễn có gì chỉ các bạn là cạch gạch kẻ ô đó, thì các bạn cứ để ô ngang sẽ ngang 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 nhau hết đó.
Vậy là khi mà lúc mà mình gáp lại thì sọc thân trước và thân sau nó sẽ ngang nhau. Các bạn xem nè. Đó, thân trước của mình chuẩn bị cái thân trước đó, mình lấy cái thân sau hồi nãy đó, mình ịnh lên cho nó ngay sọc. Đó, đây hồi nãy là Nhi có ghi là màu xám và màu cam, thì các bạn cứ để như vậy. Đó, ngay sọc với nhau. Đó, đó, ngay sọc với nhau hết như vậy. Thì đó, thì các bạn và đây là cái cổ thân trước, thì thân trước thì các bạn cũng làm tương đương giống với bên thân cái sườn nha. À, thân trước, trung tâm thân trước rồi hồi mình sẽ mổ nẹp á, mổ nẹp cái trụ á, thì các bạn coi đây đó. Rồi Nhi Nguyễn cũng vẽ sọc giống y như bên cái sườn nha. Đó, các bạn sẽ làm cháu đoạn kia, một hồi các bạn cắt nẹp á thì các bạn sẽ canh theo sọc như vậy, nó sẽ đẹp hơn, nó trùng sọc hơn. Để thôi các bạn không canh như vậy rồi một các bạn không biết cắt sọc nào trước sọc nào sau nha. Đó, các bạn đặt phẳng im rồi xong. Bây giờ Nhi Nguyễn sẽ cắt nha các bạn. Cái thân sau hồi nãy thì các bạn cũng để cái tay và cái mũi kéo sẽ tiến hành kế tiếp đó. Cái mũi kéo cắt tới đâu thì mấy cái ngón tay các bạn á, mình sẽ lần lần theo đó. Mình sẽ lần lần theo để cho vải và gặp nó im với nhau, khi mình cắt đó, thì nó sẽ chính xác hơn. Mà thấy nhiều miếng cắt không? Rồi. Rồi các bạn dán giải qua một bên cho nó thoáng, nó chống chỗ này thì các bạn sẽ cắt tiếp xuống sườn. Rồi các bạn cắt qua xuống sườn xong hết thì các bạn sẽ cắt qua ngang lại. Nhi Nguyễn đã cắt xong hết rồi thì Nhi Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn lấy dấu tâm giữa thân trước luôn nha các bạn. Hồi mình mổ nẹp á thì đây, khi mình cắt xong hết rồi thì mình sẽ dùng cục phấn nha, thì mình sẽ lấy dấu ngay giữa tâm nẹp, ngay giữa đó. Ngay giữa đặng kia đặng hồi mình sẽ làm dấu, mình sẽ cắt, mình sẽ may đẹp. Giờ Như Nguyễn sẽ tiếp tục ship giải cắt tay nha các bạn. Cắt tay áo á, thì cái tay áo cũng như thân trước và thân sau hồi nãy thì các bạn cũng ship tiếp tục, cũng canh sọc lớp dưới và lớp trên bằng nhau. Đây, đây là gập tay. Các bạn ướm gập tay vào coi to bản của vải bao nhiêu thì các bạn sẽ xếp như đều như vậy. Rồi, lớp trên lớp dưới Nhi Nguyễn cũng canh luôn, lớp trên lớp dưới bằng nhau. Rồi. Khi Nhi Nguyễn đặt gập lên thì Nhi Nguyễn cũng sẽ làm dấu, cũng sẽ là làm dấu sọc tay giống y như cái thân áo trước và thân áo sau nãy nè các bạn. Thì các bạn để sóng tay áo và sóng vải bằng nhau. Đó. Thì rồi, các bạn canh thẳng bằng nhau hết rồi thì bây giờ các bạn cũng tiến hành lấy cây viết này nè đó, viết chì hoặc viết nặng được, và sẽ lấy dấu tiếp tục sọc tay. Đến khi mình cắt cái tay thứ kế tiếp bên kia thì mình sẽ có cái sọc gì nè, mình không có bị lọt sọc. Rồi các bạn sẽ ghi sọc này màu gì.
Bây giờ Nhi Nguyễn sẽ cắt nha, Nhi các bạn Nguyễn sẽ sẽ cắt. Thì các bạn sẽ để cái bàn tay ngay giữa cái chính giữa của cái gạch nha. Giờ các bạn dừng lại thì các bạn sẽ tiến hành kéo cắt. Nó sẽ giữ lại cái dải và gạch nó sẽ phẳng với nhau, nó không có lợp. Sẽ cắt thêm cái tay thứ hai. Thì các bạn lấy tay cái tay thứ nhất này đây, thì các bạn sẽ xếp vải là ịn lên là sọc theo sọc. Và cứ thế thì các bạn cắt thêm một cái tay thứ hai. Thì cái tay thứ hai này thì nó sẽ chuẩn. Vì sao? Vì các bạn đã cắt xong một cái cánh tay rồi rồi, cho nên là bây giờ các bạn chỉ đặt lên là cắt theo thôi. Bạn phải chỉnh sọc sống tay ngang 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 và sườn cũng ngang ngang đôi với nhau, thì khi các bạn gác thành áo thì nó sẽ rất là đẹp. Khi mà cắt áo á, may áo mà muốn áo nó đẹp á, thì quan trọng cái khâu cắt, các bạn cắt chuẩn thì may nó mới đẹp. Không chuẩn á, là cái người may á rất là khó khăn và cái áo không có đẹp. Các bạn thấy không? Khi Nhi Nguyễn cắt xong hai cánh tay thì Nhi Nguyễn sẽ đâu lại cánh tay trái, bên là cánh tay phải, Nhi Nguyễn đâu lại. Các bạn nhìn nè, rất là chính xác, sọc rất là rõ ràng, ngang. Đây, Nhi Nguyễn cho các bạn xem. Các bạn xem nè. Đó, Nhi Nguyễn hướng dẫn cho các bạn xem cách cắt nè. Rất là chính xác luôn. Nha. Đó, hai cái sườn tay nè, hai cái sống tay nè. Sao không? Các bạn thấy không? Chính xác luôn nha. Đó. Rồi cái này là cái sườn tay, thì cái sườn tay các bạn nhìn nè, đó, thấy không? Ừ. Sườn tay nè, chính xác luôn. Nha. Chính xác luôn. Như vậy thì mình gáp vô nó rất là chuẩn. Sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái nẹp trước nha các bạn. Đây, thì cắt nẹp trước cũng tương tự giống như tay và thân trước thân sau, thì các bạn cũng là hai lớp đó, hai lớp vải trên dưới cũng sọc ngang nhau chuẩn hết đó, chuẩn hết. Thì cái gạch hồi nãy là Nhi Nguyễn có hướng dẫn cho các bạn là cách lấy dấu sọc đây nha. Cách lấy dấu sọc đây, thì bây giờ các bạn cứ nhìn cái chuẩn ở trên đây là màu nào đó. Hiện giờ cái này là màu cam nè, màu xám nè, thì Nhi Nguyễn sẽ lấy chuẩn theo cái hai cái sọc đó. Đó, thì cái độ dài nè của Nhi Nguyễn đang dự định cho cái áo này á, là 17 cm. Thì 17 cm thì Nhi Nguyễn sẽ cắt tổng thể luôn, vừa đường may của cái cổ áo 1 phân và cái đuôi nẹp là 2 phân, là cũng như là 3 phân. 3 phân thì cộng thêm cái dài nẹp 17 phân nữa là 20 phân, thì Nhi Nguyễn sẽ vẽ được cái gạch này là 20 phân đó. Giờ Nhi Nguyễn sẽ để nè, cái này bây giờ hiện giờ là cái này Nhi Nguyễn sẽ canh màu cam và màu xám chuẩn. Nhi Nguyễn sẽ canh màu
cam là màu xám chuẩn. Thì khi Nhi Nguyễn canh canh chuẩn cái màu cam màu xám này xong rồi thì cứ thế thì các bạn làm dấu ngay chân cái dài nẹp và cái hò trên cái họng cổ trước. Và các bạn sẽ dùng thước kẻ nhặt ngang hay trên đầu trên cũng vậy, dùng thước kẻ nhặt ngang, nhưng mà ở trên thì các bạn có thể cho nó dư dư ra khoảng 5 ly chút ăn cho mình chịu hao cái độ gút của dải. Thì cái nẹp này thì Nhi lấy cái nẹp là 2 xăng rưỡi, thì 2 xăng rưỡi thì mình cộng đôi lên là 5 xăng. 5 xăng thì một bên là một phân đường may, là hai bên là hai phân đường may, là tổng nẹp là 7 phân. Đó, các bạn cứ đây là giả từ cái mí, từ cái mí dải này qua đây 7 phân. Các bạn dùng thước gạch thẳng xuống. Rồi, các bạn sẽ cắt ngang qua. Rồi các bạn, cái xong giữa của dải nè, mình mới vừa cắt xong nè, thì các bạn cũng đọc ra luôn. Cái này là xong, là cái nẹp đôi nha các bạn, cái nẹp của thân trước. Khi đây Nhi Nguyễn lấy cái thân trước cho các bạn xem nè. Đó, thì cái thân trước hồi nãy Nhi Nguyễn có làm dấu ngay giữa của cái tâm giữa của cái nẹp cái thân áo rồi đó. Đây, bây giờ Nhi Nguyễn sẽ lấy cái nẹp này, Nhi Nguyễn sẽ đặt ướm lên thử cho các bạn xem nha. Đó, Nhi Nguyễn sẽ ướm lên thử, các bạn nhìn nè, rất là chuẩn. Nó rất là chuẩn luôn nha. Đó, ở trên cổ nè là nẹp nè, cái này là cái nẹp nè, cái này là cái thân áo nè. Đó, các bạn nhìn nè, sọc nó ngang nhau hết. Khi mà các bạn may á, chỉ còn gác đường thẳng đi xuống là sọc 100% là sẽ ngang nhau. Bây giờ Nhi Nguyễn sẽ tiến hành cắt cái đáp cổ nha. Đáp cổ phía sau các bạn, ở trong của cái áo cổ xe của áo polo t-shirt á. Đây, bây giờ Nhi Nguyễn sẽ xếp cắt cái đáp. Thì cái đáp này nó cũng giống y thân trước thân sau, cũng lớp dưới sọc và lớp trên cũng sọc, phải ngang nhau. Và các bạn đặt cái đáp lên. Thì bạn dùng tay kìm miếng gạch và dải cho nó im thì các bạn cắt. Cổ này nằm phía trong, các bạn chỉ cần là canh sọc ngang của cái lớp dải dưới và cái lớp dải trên cho trùng thôi, không cần canh cái sống này nha các bạn. Tại vì cái này nằm đắp trong cho nên là không cần canh cái sống xuôi này nha. Quay gần cho các bạn dễ hiểu nha, là từ trên vai Nghi Nguyễn sẽ đo hạ túi là 21 tới điểm này. Thì từ cái điểm này Nghi Nguyễn sẽ dùng thước, Nhi Nguyễn sẽ ướm gạch ngang qua. Đó, gạch ngang qua. Thì Nhi Nguyễn gạch ngang qua xong rồi thì Nhi Nguyễn sẽ lấy cái miếng nẹp hồi nãy Nhi Nguyễn đã cắt xong rồi nè. Đó, Nhi Nguyễn sẽ ướm vô. Đây, Nhi Nguyễn có ghi nè, màu cam, màu xám. Thì các bạn cứ để vô, ướm vô, ngay vô. Đó, miếng vải vô rồi đó, các bạn thấy giòn. Đó, đó, xong rồi. Thì các bạn sẽ lấy cái túi, cái gạch túi. Các bạn sẽ lấy cái gạch túi đây.
Gạch túi Nhi Nguyễn đã cắt xong rồi đây. Thì cái gạch túi này Nhi Nguyễn sẽ lấy cái từ cái mí này đi xuống đây là Nhi Nguyễn không lấy. Đây là bán thành phẩm nạp trong của miệng túi. Thì cái Nhi Nguyễn sẽ tính từ cái đường thành phẩm này Nhi Nguyễn sẽ lấy xuống. Đó. Thì đây Nhi Nguyễn sẽ ướm qua hai chân cái lằn lằn gạch của cái thước nãy đấy. Thì Nhi Nguyễn ướm qua là hiện giờ là cái sọc này sọc màu cam. Thì Nhi Nguyễn sẽ làm dấu luôn cho cái gạch túi này. Đó, màu cam. Đúng không các bạn? Đó. Đó. Các bạn sẽ ghi ô này màu cam, màu xám. Thì kế tiếp thì các bạn cắt dài túi thành phẩm thôi. Nhi Nguyễn sẽ cắt keo nha các bạn. À, đây, Nhi Nguyễn đang cắt keo đang ép nẹp á, như ép miệng túi, ép lá cổ á. Thì hôm nay Nhi Nguyễn cắt áo polo, t-shirt. Nhưng mà Nhi Nguyễn may cổ áo sơ mi. Đó, đây, Nhi Nguyễn đang cắt keo. Thì nãy giờ thì Nhi Nguyễn cũng đã cắt xong cái cổ áo rồi nè các bạn. Đó, đây, đây là lá cổ. Đây là lá cổ. À, đây là chân cổ áo. Đây. Nhi Nguyễn cắt xong nãy giờ đây. Đó. Thì đó. Giờ là thành quả của Nhi Nguyễn cắt từ nãy giờ đây. Đó. Thân trước, thân sau, tay, đó. Nẹp áo, túi áo, rồi đáp cổ sau. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Nhi cắt hướng dẫn các bạn nào mà muốn cắt áo á, thì xem clip này Nhi Hiền Nguyễn hướng dẫn cho các bạn sẽ cắt rất là chuẩn. Các bạn thấy không? Hai cái sườn đâu nhau rất là chuẩn luôn. Đó. Thấy không? À, vậy thôi clip này Nhi kết thúc đây nha. À, các bạn nhớ comment và chia sẻ, like cho Nhi, ủng hộ Nhi Nguyễn cuộc sống bơ bỉ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.